Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nam Ninh, dự hội chợ Trung Quốc, ASEAN. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9, giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội chợ Trung Quốc, ASEAN, CAEIPA và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại, Đầu tư Trung Quốc, ASEAN, CABIS, lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16 đến 17 tháng 9, theo lời mời của chính phủ Trung Quốc. Ra sân bay quốc tế Nam Ninh đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn về phía Trung Quốc có Thường vụ Khu ủy, trưởng ban tổ chức Khu ủy Quảng Tây Vương Duy Bình. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Tây Chu Đồng, về phía Việt Nam có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh Ninh Thành Công, cán bộ Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Nam Ninh. Dự kiến trong chuyến công tác 2 ngày lần này, cùng với dự và phát biểu tại lễ khai mạc CAEIPA và CABIS lần thứ 20, thăm khu trưng bày và khu gian hàng thương mại của Việt Nam và các nước, dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ hội chợ, hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp, hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc và các nước tham dự, trong đó dự kiến hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Với các hoạt động, sự tham gia của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tại hội chợ CAEIPA và hội nghị CABIS-20, Việt Nam chuyển tải thông điệp rõ ràng và nhất quán về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, khẳng định sự coi trọng quan hệ với Trung Quốc, quan hệ hợp tác ASEAN, Trung Quốc và quan hệ giữa các địa phương. Doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, mong muốn tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, nhất là thương mại hàng hóa biên giới, hoạt động kinh tế cửa khẩu thông suốt, giao lưu địa phương, nhân dân, đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới. Hội chợ CAEIPA và hội nghị CABIS diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc, ASEAN không ngừng phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục mới 722 tỷ USD, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN liên tục trong 14 năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.